Thưa quý vị, chiều nay ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ban An toàn Giao thông tỉnh báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 7 tháng năm 2024 và đề ra nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Tại cuộc họp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo nếu xảy ra tai nạn giao thông mà nguyên nhân liên quan đến việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 7 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 255 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 111 người chết, 204 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông tăng 18 vụ, số người chết giảm 25 người, số người bị thương tăng 49 người. Theo thống kê, thành phố Vũng Tàu, Long Điền và huyện Côn Đảo là ba địa phương giảm tai nạn giao thông ở 3 tiêu chí, còn thị xã Phú Mỹ tăng cả 3 tiêu chí. Tại cuộc họp Ban An toàn Giao thông tỉnh, các thành viên của ban đã xem xét cho ý kiến các dự thảo, quyết định kiện toàn Ban An toàn Giao thông tỉnh, kế hoạch thực hiện cao điểm tuần tra xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, triển khai chỉ thị số 06 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh nhấn mạnh, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cần được quan tâm đồng bộ ở cả 5 yếu tố: con người, hạ tầng giao thông, phương tiện, hành lang pháp lý và chế độ khen thưởng. Ban An toàn Giao thông tỉnh phải thường xuyên rà soát các tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông để đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời. Lực lượng công an cần tăng cường thêm kế hoạch tuần tra, kiểm tra đột xuất trên bất kỳ tuyến đường nào, không để người dân phát sinh tâm lý đối phó, lần lượt.